Mới đây, cư dân mạng chia sẻ những hình ảnh về buổi họp phụ huynh đầu năm tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Hoàng Việt, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điều đặc biệt khiến sự kiện này được chú ý là bởi phụ huynh của trường sử dụng toàn xe họp đến trường. Hàng dài ô tô đủ mọi loại thương hiệu, từ cao cấp đến bình dân, từ 4 chỗ đến 7 chỗ, khiến không gian sân trường và khu vực con đường phía trước trường chật kín. Được biết, trường Hoàng Việt là ngôi trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có quy mô lớn nhất toàn thành phố Buôn Ma Thuột với khuôn viên rộng khoảng 10,7 ha. Trường có cơ sở vật chất hiện đại, đạt chuẩn quốc tế và mô hình giáo dục tiên tiến dựa theo nền giáo dục của Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc. Học phí của trường dao động từ 3,1 triệu đến 5,9 triệu cho học sinh bán trú và 5,6 triệu đến 8,7 triệu cho học sinh nội trú. Đây không phải là lần đầu tiên những hình ảnh đã mắc trong các buổi họp phụ huynh này được cư dân mạng truyền tay nhau, nhưng có lẽ khoảnh khắc này khá hiếm thấy ở các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên, nơi có địa hình nhiều dốc núi. Còn bạn nghĩ sao về tình huống này? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!